ngày hôm nay Chi hội bóng miền Tây sông nước của chúng ta tổ chức lễ kết nạp thành viên mới. Con tên Nguyễn Dững Mạnh. Cái thằng... Tôi có một thằng con trai một à. Tôi không thích theo cái loại bóng gió như mấy người đâu. Mệt ơi, con làm khổ má chưa đủ sao? Bây giờ ông già nó để lại chiếc ghe kìa, thì bà cho nó một mớ tiền nó đi, rồi kêu nó đi đâu thì đi. Từ nay á, có buồn cũng phải đẹp.